Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình đưa cho cả gia đình mình đi tới một cái công ty xây nhà khác. Thì đây là cái phần đất của công ty xây nhà Stanley Morton á. Thì nó có nhiều cái căn nhà mẫu khác nhau. Đó, Stanley nè. Đó. Nhiều căn nhà mẫu khác nhau. Thì cái vùng đất bên này đó thì dành riêng cho những người trên 55 tuổi mới được quyền mua, tại nó sẽ xét giấy tờ, với lại nó không có điều kiện là phải trên 55. Thì hôm nay mình đưa bố mình vô xem cái căn nhà mẫu ở dưới đây nè. Đó, thì mình quay một chút xíu cái đoạn clip video cho mọi người xem. Bây giờ để mình đi vô cái căn nhà mẫu villa và mình quay chút xíu cho cả nhà đều xem nha. Vô đây nè. Thì cái căn villa này hôm nay người ta mở cửa. Đó. Căn villa này nè. Mời cả nhà đi vô ha. Mời cả nhà cùng gia đình mình khám phá ngày hôm nay vô cái căn villa này nha. Đó. Oh wow. We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. Đây, cái phòng ngủ này đẹp quá. Phòng tắm rất là đẹp, căng ưng lắm à. Nó đẹp, đơn giản lắm. Là những cái sao anh nói gì là mình lấy ra được. Không, nhà vào cái nhà này quá đã. Anh sang mình làm như bố đâu có được chứ sao? Nó nói dưới 19 tuổi không được ở đây. Oh wow, cái này đẹp quá hả? Phòng sáng cho tàu đẹp quá hả? Ở trên lầu quá đẹp luôn rồi các bạn. Cái khu này á, cái điều kiện là phải trên 55 tuổi mà phải ở dưới 19 tuổi.
Có nghĩa là ba không, mẹ mình đủ tiêu chuẩn. Không có con nít. Nhưng mà con của mình sẽ không được ở đây. Nãy thằng đó nó nói là ở chỉ được 3 tháng là phải dọn ra. Tại vì á, cái khu này sẽ là khu 55. Rồi nếu như nó thấy bố mình ở trong này á, bây giờ là mình bị phạt á. Cái villa này nó bán có 500 mấy à, mọi người, chưa tới 600 ngàn nữa. Nhưng mà tại vì điều kiện là phải cho những người trên 55 tuổi. Còn đây là cái phòng ngủ ở trên lầu nè, trông rất là đẹp nè. Đây là cái nhà tắm trên lầu nè. Đây là cái phòng thứ nhì mình vô đây coi. Cái phòng này nó hơi nhỏ, có thể cho con cái ở trong này, không phải con cái mà chắc người nào. Vậy này cái nhà mới người ta mới khai trương bữa nay mà. Người ta bắt mình mang vậy đúng rồi. Đẹp quá. Trời, vậy là ở rồi cái người mấy người trên 55 tuổi mà. Đi xuống basement bốc. Bây giờ mình đi xuống dưới basement ha. Mình coi coi cái basement của cái căn villa này trang trí như thế nào. Ồ, đẹp quá mọi người ơi. Cái basement nè. Có một cái bàn chơi. Có cái tủ rượu. Tủ rượu nè. Đây nè, đây cái phòng khách đó nè. Không gian nè. Cái chỗ này để tivi nè, để gắn tivi nè. Gắn tivi lên tường này để treo rồi không? Này cái cửa này đi ra, đi lên nè. Cái cửa đi lên. Đây đi vô đây thử coi.
Cũng có phòng tắm ở đây luôn. Ở trong đây cũng vậy nè. Ồ. Đây có cái phòng nhỏ. Cái như cái closet á.